Hello, chào anh em, chào mừng em đến với channel chủ tịch của mình Hải nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với mức vốn 1 m anh em nhá. Đó thì hiện tại anh em ạ, về gần nhất ở đây anh em này, thì mình sẽ xem chắc chắn là rồi mới tiếp tục đi với 1-1 và 1-3 và 1-15 anh em nhá. Những cửa mà mình đã thành công rất nhiều với thời gian qua. Ở đây anh em ạ, thì mình sẽ quyết định lọt với hai đỏ với xin lỗi anh em ba đỏ đầu tiên nhá. Đúng rồi. Thì đá về thành công cho mình cửa đầu tiên về ba đỏ luôn rồi anh em ạ. Wow, ok rồi. Thì thành công về cho mình cửa ba đỏ đầu tiên. Thì bây giờ nhá, mình sẽ tham khảo lại tiếp anh em này. Bởi vì mình đã tham khảo rất nhanh với cửa đầu tiên rồi anh em ạ. Bởi vì mình thấy đang chủ yếu về ba đỏ nhá. Tiếp tục tham khảo nhẹ lại với 100 tiếp này. Rồi anh em ơi, như vậy đổi lại cho mình cửa đôi rồi. Nhưng không sao anh em ạ. Với mức vốn 1 mét mà mình đã thành công lên được hơn 2 mét rồi. Và một cửa không thành công, mình còn lại 1 mét 8 thì vẫn còn quá ok anh em nha. Rồi anh em này, thì ở đây đã về đôi rồi thì mình sẽ tiếp tục về đôi luôn là 600. Đồng thời anh em ạ, lọt lại với 260 3 trắng nha. Rồi, đã về đôi đỏ rồi anh em ạ. Anh em như vậy thấy quá tuyệt vời chưa? Rồi anh em này, thì sau khi mà đã giao nhau về cửa đôi rồi thì giờ anh em ạ, thì mình sẽ tiếp tục tham khảo với cửa thứ tư nhá. Ở đây mình sẽ vào lại với ba đỏ và cửa đôi tiếp 600. Đúng rồi anh em ơi, về đôi luôn rồi. Hôm nay thành công chủ yếu về cửa 11 chính anh em ạ. Đấy. Thì hiện tại thì mình đang có trên 2,5 m rồi. Thì tất nhiên anh em ạ, mình sẽ không dừng lại đây nhá và tiếp tục thêm một vài phút nữa anh em ạ. Mà thậm chí còn hơn nữa anh em nhá, bởi vì đang đỏ thì tất nhiên là mình sẽ vẫn tiếp tục rồi. Anh em ạ, thì mình đã tham khảo về cửa tiếp theo ở đây. Đã về cho mình về ba đỏ rồi. Đó, ok chưa? Đặc biệt là hiện tại bây giờ anh em ạ, chưa có dấu hiệu về cho mình một cửa nào về bốn trắng hay là bốn đỏ anh em nhá. Tập trung chủ yếu mình thấy về ba đỏ khá dày luôn. Cho nên là mình sẽ bắt nhịp lại về ba đỏ anh em ạ. Và không chơi ngược lại lọt một cửa nào hay bốn trắng hay bốn đỏ nhá. Rồi anh em ạ, không thành công nhưng mặc dù chỉ về đôi thôi anh em ơi. Rồi quay lại còn 2 m thôi, không sao anh em. Hiện tại thì bây giờ mình vẫn còn 1 m trong tay thôi, bởi vì mình mang vào chỉ có 1 m thôi. Đó, quá đơn giản đúng không em? Thôi anh em ạ, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Ở đây đang về đôi rồi, thì mình sẽ vào đôi tiếp với 1 m nữa này. Ui giời ơi, về đôi trắng rồi anh em ạ. Đó, với cửa gập tiếp đầu tiên đã thành công luôn rồi. Đấy, quá ok cho anh em. Đó, hiện tại thì mình đang có gần 3 m rồi anh em ơi, may mắn nha. Thì ở đây anh em ạ, chủ yếu thành công khi đầu tới giờ ở đây anh em ạ. Đấy, về ba đỏ này là chính này, và cửa đôi. Nhưng mà lần này mình sẽ khác biệt một chút xíu là đổi về ba trắng nhá. Quá chuẩn luôn anh em ạ. Cái cửa này mình đổi về ba trắng quá đẹp luôn này. Mặc dù là cửa này chỉ về huề thôi nhưng mà cũng ngon rồi anh em ạ. May mắn là về huề cho nên là mình chỉ hao đi một chút xíu thôi, nhưng mà không đáng kể anh em nhá, vẫn có 3 m trong tay đúng không ạ. Rồi anh em này, dấu hiệu đổi về ba trắng rồi thì tất nhiên cửa này mình phải tham khảo lại xem có đổi tiếp tục cho mình không. Như vậy là tiếp tục đổi rồi. Quay lại về tiếp cửa đôi anh em ạ. Quá rõ ràng và dễ hiểu rồi đúng không anh em. Thì sau khi anh em này ở đây đã đổi lại cho mình về cửa đôi rồi. Đó thì bây giờ mình sẽ ở đây mình sẽ tiếp tục anh em ạ, tham khảo xem cửa này xem về cho mình như thế nào nhá. Tất nhiên mình sẽ vào đôi rồi anh em ạ. Đúng rồi, đôi trắng rồi anh em ạ. Ngon lành chưa anh em? Quá hay luôn anh em ạ. Mình duy trì ra tốt luôn đến hiện tại. Với mức vốn 1 m mà hiện tại trong vòng 4 phút rưỡi thôi mà mình đã lên lại được trên 3 m là quá thành công rồi. Tất nhiên anh em ạ, thì mình sẽ vẫn không nghỉ nhá. Tiếp tục anh em ạ, về đôi lên cửa này. Giời ơi, đổi về ba trắng rồi. Trong lúc mình đang lọt bốn trắng anh em ạ. Quay quẩn lại vẫn trở lại với 3 m anh em nhá.
Bởi vì mình đang cố gắng duy trì tầm 3 mét đổ lên anh em ạ, không thể hào được. À, rồi anh em này, 3 mét nữa thì bây giờ mình sẽ tham khảo xem cửa này thế nào đã rồi tính tiếp này anh em này. Đúng rồi, về 3 độ rồi anh em ạ. Về 3 độ là chủ yếu là đúng rồi anh em này, về 3 độ thì trước là 3 trắng sau đổi về 3 độ đúng không ạ? Thì cửa này khả năng cao mình sẽ đi lại với 3 độ anh em ạ. Theo với cửa đổi luôn. Đó. Thì mình sẽ vào căng đẹp ra một một với 150 đá và 3 độ mình sẽ đi 500 anh em nhá. Nếu như mà về cửa này anh em này chuẩn luôn là mình sẽ nghỉ thôi, không phải suy nghĩ nhiều. Ui sợi ơi, về ba trắng anh em ạ. Không cửa đổi rồi. Mà trong lúc mình đang đi cửa đổi anh em ạ. Qua tiếc cửa này rồi. Nhưng không sao anh em nhá, biết bây giờ mình sẽ tiếp tục bật nhịp lại thôi. Đây anh em ạ, đã về ba trắng rồi đúng không ạ? Đã về ba trắng rồi thì mình sẽ quyết tâm đi cửa đổi cửa này luôn anh em nhá. Mình đổi sang ba đỏ với 550k. Ai hai trắng mình sẽ lót ui giời ơi, bốn trắng lót 200 cũng không thành công luôn anh em ạ. Lại về ba trắng tiếp rồi. Thôi không sao anh em nhá, hôm nay mình sẽ non nhẹ đây thôi. Nếu như mà mình không quyết cửa cuối cùng thì mình đã có gần 4 mét rồi. Nhưng mà thế này là quá đẹp rồi anh em ạ. Với mức vốn 1 mét và mình đã thành công non lên được 3 mét anh em nhá. Trong vòng đơn giản chỉ có hơn 6 phút thôi. Ok cho anh em. Rồi, chúc anh em thành công nhá. Ok, chào anh em.